Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Đức Trung đang có mặt tại Hồ Yên Trung, cách trung tâm thành phố Uông Bí khoảng 3 km anh em nhé. Hôm nay là ngày thường, cái lượng khách đến đây cũng hơi ít. Sau mấy đợt mưa thì hồ nước khá là to, nước rộng mênh mông. Mình định mang chiếc xe của mình vào cái đảo để mình quay phim và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn trong toàn quốc. Nhưng thôi, mình quay ở trên đỉnh đồi này cũng được. Khu vực này rất nhiều cây thông, khí hậu rất là mát mẻ quanh năm, đặc biệt là vào mùa hè thì cứ thứ bảy và chủ nhật cái nơi đây đông người vào ăn uống, rồi là sinh hoạt tập thể gia đình bạn bè, tổ chức sinh nhật hay các cái buổi mà đi cắm trại hoặc là đi ăn uống. Khu đây thì có nhiều những cái đặc sản: gà nướng, cá khe, rồi rúi, rồi chim chuột, đủ mọi thứ. Vâng, trước mắt quý anh chị và các bạn là hình ảnh chiếc Ford Hi-Tech một cầu sản xuất năm 2020 nhập Thái. Xe mới chạy được có hơn 4 vạn, một chủ từ mới, nữ đi anh em nhé. Ở đây là bản một cầu, cũng trang bị lắp thùng thấp, có cảm biến quanh xe, màn hình cam nùi nguyên bản, có radar, rồi là cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách, đầy đủ các cái chức năng, các cái option của một chiếc Hi-Tech. Động cơ sinh turbo 2.0 lít, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít dầu trên 100 km anh em nhé. Xe màu trắng, đây là một cái mẫu xe phải nói là rất là đẹp và phù hợp với anh em sử dụng gia đình, vừa đi lại vừa chở đồ, chở người. Đấy, Đức xuống xe đi sát vào để anh em có thể quan sát chi tiết nhé anh em nhé. Đấy, đèn bi giải LED kết hợp với đèn halogen, đây đèn gầm, tự động lùi chuồng, đấy, lốp theo xe anh em ạ. Con này 2020 nhưng mà lốp của nó là sản xuất tuần thứ 44 của năm 2019 anh em nhé. Chính vì vì lốp của nó 19 nên là cái mã kính của nó cũng thế, mã kính của nó cũng là 2019 hết. Đấy, mã kính này là đều 2019 hết anh em ạ. Con Hi-Tech này thì Đức Trung cũng đã lên sóng rồi, nhưng mà hôm đấy lên thì đưa các cháu nó đi tắm nên hơi muộn một chút. Đấy, này trong cái khung cảnh phải nói là rất là hùng vĩ của thiên nhiên, là nơi mà có chùa Ba Vàng, rồi là chùa cái danh thắng Yên Tử đấy, rất là đẹp luôn. Mình cũng quay lại để giới thiệu với anh em. Đấy, một cái mẫu xe Hi-Tech nhập Thái chạy hơn 4 vạn, giá chỉ có hơn 600 triệu thôi anh em ạ, 635 triệu để bao rút hồ sơ cho anh em. Với lốp theo xe, mình đi hơi bẩn tí, mấy hôm nay nó mưa không, bây giờ nó lại nắng. Sơ cua sơ kiếc mọi thứ là đẹp lắm, bậc bước này, không có chảy xước anh em nhé. Xi nhan gương vè mưa, giá lóc, anten. Thì không có sơn phủ, không có gọi là tút tát tí gì cả, là dạng phay nguyên bản. Đấy, con này thì đăng kiểm đến tận tháng 5 năm 2025 anh em ạ.
Đây kính, kính sản xuất 2019. Ngoài check. Táp lô da. Ghế da nguyên bản. Con này nó có 6 túi khí anh ạ. Túi khí này. Túi khí ở ngoài ghế. Túi khí ở trên cột B. Trần thì nguyên bản hai đèn trần. Vô lăng cửa số cực đẹp. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và những cái mẫu xe này đi gia đình quá ok anh em. Độ an toàn cao, chi phí vận hành thấp. Xe bền bỉ, cảm giác lái vô cùng thích thú luôn. Có cả cổng điện 230V anh em nhé. Đầy đủ các cái dụng cụ đồ nghề để thay lốp sơ cua. Chưa dùng lần nào luôn, vẫn còn mới tinh. Đèn pha tự động, gương chỉnh điện, có cụp gương. Đây phím còi anh em nhé, vô lăng phím còi đây. Ga tự động, giới hạn tốc độ và cảnh báo lệch làn. Xe chạy 4.2 anh em. Đây có cân bằng điện tử, tự động lùi chuồng, khóa vi sai cầu sau. Đây móc khóa zin tem. Đây gầm xe đây anh em nhé. Động cơ đây anh em này. Đấy, còn zin tem. Da máy sáng trưng. Đây, bình nước phụ. Tai. Đây còn zin tem anh em này. Tem zin. Keo chỉ cabo zin hết anh em nhé. Đây zin tem. Giới hạn tốc độ đây anh em này, giới hạn tốc độ NIM, ga tự động, màn hình cảm ứng, đây, tăng giảm nhiệt độ, đây hai vùng độc lập anh em nhé. Điều hòa tự động. Khóa bị sai. Cân bằng điện tử. Đây, chìa khóa thông minh. Hai chìa khóa vẫn còn nguyên anh em nhé. Điều khiển giọng nói.
cụp xe gương. Và đặc biệt là trên này nó có hai cái camera anh ạ. Khi mà anh em đóng cửa mà khóa cửa đi xuống xe đấy, thì hai camera này nó cảm biến chuyển động. Chị em mà ngồi ghế sau cựa quậy thì hai cái mắt này nó sẽ đọc được và nó sẽ vừa kêu hú còi và vừa bật đèn cảnh báo, khá là an toàn. Đây, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết anh em. Cảm biến gạt mưa nó nằm ở trong cái bộ này, rất là to luôn. Đây có túi khí anh em nhé, một túi khí ở trên cái phím còi, một túi khí ở vai ghế, túi khí ở cột B. Đây, tương tự như bên kia xe có 6 túi khí. À vâng, trong khoảng 10 phút thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới anh em một cái mẫu ngoài check số tự động một cầu, máy dầu 2.0, động cơ sinh turbo, màu trắng, xe rất đẹp anh em. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe ngoài check một cầu này thì liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại 0965 951 955. Cảm ơn anh em đã xem video. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.